đoàn Việt Nam vẫn đang tích cực tìm kiếm các vật thể lạ, dấu hiệu nghi vấn của chiếc máy bay Malaysia mất tích. Hiện đã huy động 4 máy bay, 7 tàu thủy đang tích cực tìm kiếm. Ngoài ra, phía Malaysia, Singapore, Trung Quốc cũng tiếp tục tham gia vào quá trình tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Boeing 777-200 mất tích. Đoàn tìm kiếm của Việt Nam đã tiếp cận khu vực phát hiện vật thể lạ nhưng vẫn chưa vớt được vật thể này. Trong ngày hôm nay, tiếp tục khoanh vùng mở rộng khu vực tìm kiếm so với hôm trước ra khoảng 140.000 m² nữa. Cụ thể, ngày 10 tháng 3, máy bay AN-26 sẽ tìm trên khu vực đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang và tìm rộng ra phía nam đảo Thổ Chu. Việc tìm kiếm máy bay mất tích hiện không chỉ là trách nhiệm của Việt Nam mà còn là nghĩa cử cần phải cứu nạn kịp thời.